không quên anh đem nhiệt tình vì yêu đất nước. Tôi không quên anh khi xuân về không mơ dừng bước. Tôi không quên anh lạnh chiều đông gió mưa bay, bạn cùng cây súng đôi vai, nhủ lòng quên nỗi đắng cay. Tôi không quên anh mưa nguồn về chiều đi biên giới, thương anh sông pha đem thanh bình yên vui đời mới. Mong sao biên cương chiều nay không gió không mưa, thì giúp cho các anh các chị rất là nhiều lần rồi. Tin anh giữ trong tim, hai ngàn em là người tới anh sáng bình giờ cho các chú. Trước đây em cũng có cuốn video một lần, dạ có, trong cái chú đấy hai năm thì giúp mấy lần rồi chị, dạ trước Tết rồi. Tết, vừa rồi Tết là chị nói là chị sẽ giúp, nhưng mà chị nói là vì quá Tết chị về Việt Nam thì chị muốn trực tiếp gặp các chú luôn. Dạ, thì em thấy là một cái dịp rất là vui, cho nên là để mà hai bên có thể nói chuyện với nhau á. Dạ. Vì chị là chị có một cái tim phải nói là cực kỳ nhân đạo và rất là gọi là thương các chú. Dạ. Dạ. Để chị nói trước ạ. Dạ. Dạ thưa Vân, dạ thưa Thái Hà, xin đến từ Cali. Dạ. Thì ở bên Mỹ, Thái Hà cũng đã từng hoạt động với lại giúp tất cả các chú, các bác và các anh thương với binh qua chương trình của cô Hạnh Nhân ngày xưa. Dạ. Và sau đó là Thái Hà đã rất là nhiều lần về đây và đi với lại anh Lam Sơn, phải không em? Anh Lam. Dạ bên đây. Dạ vâng. Dạ thưa Vân, dạ. Dạ vâng, đi Nghĩa Trang và đi thăm mấy gia đình, dạ thưa Vân. Rồi sau đó thì Thái Hà năm nào cũng gửi tiền để mà qua bên gia đình Mũ Đỏ của bác sĩ Lê Quang Tiến ở Canada. Dạ, gia đình Mũ Đỏ Canada để mà giúp hàng năm đều đặn hết. Vâng, nhưng mà có những dịp nào mà về Việt Nam như thế này thì Thái Hà rất là vui. Phải nói là cố gắng thu xếp bằng mọi cách để đến đích thân gặp và thăm hỏi các chú và các anh. Thái Hà đã có lần nói và lần này Thái Hà xin nhắc lại là Thái Hà không dám dùng cái chữ là đến để mà giúp đỡ hay là ủy lạo cái gì hết á, thật sự không có đáng. Mà Thái Hà phải nói là trong khả năng thì Thái Hà cùng với lại một vài người bạn quen hay trong gia đình thì mỗi người góp một tay để mà gọi là đến thay, đến tặng một chút quà thay cho cái sự cái lời tri ân, cảm ơn tất cả các chú các anh đã hy sinh một phần thân thể của mình trong cái cuộc chiến và để cho tất cả gia đình, những người như gia đình Thái Hà và rất nhiều người được yên ấm ở hậu phương và có cơ hội đi ra được nước ngoài. Thật sự luôn luôn thế, cá nhân Thái Hà và rất nhiều người ở hải ngoại mang ơn cái điều này, rất là mang ơn. Và Thái Hà luôn luôn kêu gọi và nói với tất cả mọi người là các chú các anh đã hy sinh cả một cái quãng đời, cái tuổi trẻ của mình rất nhiều, một cuộc đời của mình để mà mình được để mang lại cái sự ấm êm tự do cho rất là nhiều người trong miền Nam thời đó. Thành ra Thái Hà xin cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ. Dạ, mời chú có thể giới thiệu mình. Dạ, mến chào cô Thái Hà. Tôi là thương phế binh Nguyễn Văn Quang, số quân 52 sẹt 71 750 thuộc tiểu đoàn 328 địa quân tiểu khu Hồ Nghĩa, KBC 4506, thuộc đơn vị tiểu đoàn 328, bị thương ngày 15 tây tháng 5 năm 1973 vào lúc 8 giờ sáng sau cuộc hành quân bảo vệ yểm trợ chiến dịch Phượng Hoàng. Hôm nay tôi được sự quan tâm và quý mến của quý anh chị ở hải ngoại đã tận tình về tới đây để giúp đỡ cho những anh em chúng thương với binh chúng tôi được một phần quà nhỏ nhỏ, gọi là có tiền vui sưng. Thì anh em chúng tôi xin đại diện là cảm ơn cô Thái Hà và cầu chúc cô
cùng gia quyến được một năm mới giàu giàu sức khỏe và luôn bình an hạnh phúc trong gia đình. Dạ, xin là cảm ơn. Tôi Bùi Văn Mười, hôm nay tôi đã đến đây, tôi cũng cảm ơn cô Thái Hà, Kali đã về đến đây thăm chúng tôi và cũng giúp đỡ cho chúng tôi một món quà vui xuân. Tôi Bùi Văn Mười, số quân 73120667, KBC4091, đơn vị trung tâm huấn luyện Quang Trung. Tôi bị thương vào lúc 12 giờ khuya, đạp mìn của địch. Nhưng mà số của tôi thì cũng sống đến ngày này. Tôi cũng cảm ơn cô Thái Hà đã về đến đây để mà thăm anh em chúng tôi. Đây là một cái sự mà trong lòng tôi cảm ơn cô Thái Hà và tất cả quý ân nhân đã nhìn đến anh em chúng tôi, là một lòng cảm xúc lắm. Tự vì cũng nhờ các cô, các chị nhìn đến chúng tôi là một phần hãnh diện cho chúng tôi. Tôi cảm ơn cô Thái Hà nhiều. Dạ. Dạ. Anh Minh đi, anh Minh. Đưa Lâm đi. Dạ, tôi Phương Quý Minh, Nguyễn Nhân Quang. Dạ. Là số quân 76129212, đơn vị sư đoàn 3 bộ binh. Dạ. Bị thương nhìn thấy rồi, chắc có biết rồi. Dạ. Thì nói gián tắc chút là xin chân thành cảm ơn trước là cô Thái Hà. Dạ. Sao là những ân nhân đã có là sự đóng góp giúp đỡ anh em chúng tôi trong những hoàn cảnh khó khăn hiện tại về những ngày thực đặc. Thành là cuộc sống rất là khó khăn. Dạ. Thì đó, tấm lòng đó thì xin trân trọng cảm ơn và gửi lời cảm ơn tất cả những mạnh thường quân đã có lòng giúp đỡ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Dạ, xin chào cô ca sĩ Thái Hà. Dạ. Đúng không? Đây là cái lần thứ hai gặp lại cô. Lần trước thì cũng đi nghĩa trang quân đội Biên Hòa với cô. Dạ. Dạ. Tôi là thương phế binh Nguyễn Thành Lâm. Dạ, số quân 75128064, đơn vị là địa phương quân của Vĩnh Long. Dạ. Bị thương ngày 11/2/1974, cục hai chân. Dạ. À, dạ. Thì hôm nay thì anh em tụi tôi tập hợp ở đây thì cũng rất là vui khi được cô Thái Hà bắt cái nhịp cầu nối tình thương để các ân nhân ở hải ngoại biết giúp đỡ anh em chúng tôi. Cái món quà rất là quý giá về vật chất, nhưng còn hơn thế nữa là cái món quà này rất là quý giá cho anh em, khích lệ tinh thần cho anh em chúng tôi trong cái cuộc sống vốn lúc nào cũng khó khăn hết. Dạ, xin gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân, cảm ơn cô ca sĩ Thái Hà. Cảm ơn mấy chị ở đây. Dạ. Dạ, xin vâng, cảm ơn. Nè, anh. Thưa cô Khánh Hà và các cô hiện hữu ở nước ngoài về quê hương thăm lại tất cả các nên trường quý binh. Có một cái tấm lòng rất là cao cả. Tôi là Mai Răng, sinh ngày 28/6/1952. Tôi đơn vị là sư đoàn 25. Tiểu đoàn 3, trung đoàn 50, số quân 72100213, KBC4786. Hôm nay thật sự là nhìn cô qua về quê hương và tập trung anh em ở đây là thăm hỏi và có một phần quà nhỏ nhỏ để gửi cho anh em, đó là một tấm lòng cao cả của cô và cũng là một cái tinh thần thúc đẩy cho anh em trong cuộc sống là không thể nào vượt khó. Trong tuổi đời còn chẳng bao nhiêu nữa. Dạ. À, thành thật rất là cảm ơn cô và tất cả các mạnh thường quân. Dạ, vâng. Dạ. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ, vâng. Dạ, vâng. Tôi là trung úy binh Võ Văn Ngọc, số quân 75109898, thuộc đơn vị đại đoàn 2, tiểu đoàn 5, tiểu đoàn chiến. KBC 33 57. Dạ. Bị thương ngày 10 cục hai chân ngày 13/3/1975 tại Củ Bi, An Lỗ, Thừa Thiên Huế. Ngày hôm nay tôi được đến đây và được cô Thái Hà và cũng các mạnh thường quân, các em đến đây để coi như là tặng cho món quà để
khích lệ và an ủi cho cuộc sống hiện tại của một người thương binh, một hiện tại rất là khó khăn. Tôi không biết nói gì hơn và xin chân thành cảm ơn cô Thái Hà cũng như tất cả mà các em cũng như các mạnh thường quân đã giúp cô. Xin chào cô Thái Hà. Lâu quá rồi không gặp lại cô, không nhận ra. Cô có một lần đến nhà tôi ở Phạm Văn Đồng lúc cái đường nó đang sửa đấy. Dạ, có thể vâng. Bây giờ thì tôi nhớ rồi, non sông nợ ơn. Đúng không? Dạ. Đó, thì tôi rất là cảm xúc những cái chia sẻ của cô hồi nãy. Dạ. Và cô đã đến thăm anh em tôi và những lời chia sẻ rất là chân thành. Tôi nhớ, tôi không nhớ nhưng mà cô nhắc là tôi đã nhớ rồi. Thì tôi là Lê Hoàng Minh. Dạ. Số quân 506716, đơn vị tiểu khu Gia Định, địa phương quân, bị thương ở Bình Dương. Thì hôm nay cô đến đây cũng là một cái dịp để được gặp lại. Rất cảm ơn cô và các quý nhân có cái nhớ đến em chúng tôi. Thật là cảm xúc khi có những người thăm viếng nhớ đến. Lúc này là anh em tuổi cũng cao hết rồi, sức khỏe cũng là kém rồi. Thì những cái thăm viếng và những món quà như vậy rất là một cái niềm vui, rất là hạnh phúc đối với anh em chúng tôi. Dạ, vâng. Thì không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Dạ, vâng. Chúc cô và quý nhân, gia đình được nhiều sức khỏe, bằng an trong cuộc sống. Và hy vọng nếu mà còn khỏe, anh em còn khỏe nữa thì có thể gặp lại được. Dạ, thưa vâng. Thì dạ, bố Thái Hà hồi xưa làm ở tòa hành chánh tỉnh Bình Dương. Dạ, dưới thời của Đại tá Của là tỉnh trưởng, thì bố Thái Hà lúc đó phụ trách chương trình Bình Định xây dựng nông thôn. Dạ, Lái Thiêu, Bình Dương, rồi Vinh Hòa, mấy khu đó. Dạ, vâng. Dạ, thiếu tá Bùi Xuân Dường. Dạ, vâng. Lúc đó là tôi được thăng phái trên đó. Dạ, vâng. Đúng là tiểu khu Gia Định thì Bình Dương gần nhau thôi. Dạ, thưa vâng. Đó, năm 72. Dạ. Thành ra cái, trong cái thời đó, Thái Hà xuống Bình Dương rất là thường, hầu như là hàng tháng để... bà phát lương lên rồi đem về cho gia đình. Và thành ra Thái Hà xuống đi ngang cắt lái, Lái Thiêu thì Thái Hà nhớ cái chỗ một khu đất đỏ, thành ra Bình Dương. Lúc đó là tôi cũng nhớ lại, bây giờ cô nói tôi mới nhớ là cái bài hát cô hay hát hoài, Non Sông Nợ Ơn Người. Dạ. Của nhạc sĩ gì đó, ông gì đó. Thì cô hát bên đó, cô gửi tặng, coi như cái tấm lòng gửi tặng tất cả anh em thương binh ở nhà. Dạ, dạ, vâng. Dạ. Thời gian lâu quá rồi, lâu bây giờ quá rồi, cũng 17 năm rồi, vâng. Dạ, dạ. Thôi xin phép được chuyển nhượng. Dạ, vâng. Dạ. Tôi thương phê bên Nguyễn Văn Trung, số quân 56-698-690 thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 145 Địa phương quân, tiểu khu Quảng Nam, bị thương ngày 4 tháng 2 năm 73. Quê ở miền Trung nhưng mà cuộc sống nên thành tôi phải vào thành phố để bán vé số và muốn nhờ trợ. Từ hôm nay rất vui được cô Thái Hà và các mạnh thường quân hải ngoại đã quan tâm giúp đỡ cho những anh em thương phế binh gặp khó khăn ở quê nhà. Thì hôm nay là đầu năm mà như vậy là quá vui, thì không có gì hơn. Xin chúc quý mạnh thường quân cũng như cô Thái Hà nhiều sức khỏe, vạn sự an lành. Tôi chào cô Lê Hà. Tôi là thư phế binh Huỳnh Quang Sang, số quân 75 trên 120440, thuộc đại đội 82 tiểu đoàn 8 Nghĩa Dù. Bị thương tại đội 1062 lúc 15 tháng 9 1974, Thượng Đức, tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Xin cảm ơn cô Thái Hà với các mạnh thường quân rất nhiều. Dạ. Xin chào cô Thái Hà. Tôi tên Nguyễn Văn Tài, số quân 75-109-488. Tôi bị thương ngày 23 tháng 12 năm 1972 tại Quảng Trị. Tôi đi lính năm tôi mới 17 tuổi Vâng, tôi tổng viên. Sớm tôi đầu này nhảy dù chiến, chết rất nhiều bạn cũng chết nhiều lắm trong cái trận phổ thành Quảng Trị. Thành ra nay để tôi gặp mấy mạnh thường quân, tôi cũng cảm ơn các thường quân hải ngoại để giúp đỡ anh em chúng tôi. Đó, thành ra bây giờ tôi xin thành thật cảm ơn cô Thái Hà đã đến đây giúp đỡ cho anh em. Xin thành thật cảm ơn cô.
Dạ, thưa vâng, dạ, được rồi. Dạ, chị ơi, mình cháu phân qua và thư, nói thư. Bao nhiêu như thế nào, cứ nói trực tiếp các chú. Vâng, dạ, vâng. Hình như là một cái bí thư 100 đô với lại dạ, một cái dầu xanh. Dạ, dầu xanh, dạ, thưa vâng, dạ. Dạ. Lên đúng 10 phải không em? Phải là không em 10 thôi, còn là nhóm 10 sau nữa. Dạ. 10 ra đi tới 10 thôi. Chị chụp từng tấm hình khi mà trả hoa giúp. Chị chụp thôi, còn dạ. Quẩy em quẩy rồi. Dạ, xa nhà em ha. Dạ vâng, dạ thưa vâng. Dạ vâng, dạ thưa dạ vâng, như là hồi nãy Thái Hà có thưa với các chú với lại các anh ở đây là một cái phần quà rất là tượng trưng đầu năm. Thái Hà biết đời sống đắt đỏ cũng không có thể là giúp được bao nhiêu, nhưng mà chỉ muốn là coi như là biểu tượng cho cái lòng tri ân rất là sâu sắc, gọi là của ít lòng nhiều, để mà đến các gia đình của các chú các anh trong những cái ngày đầu năm. Vâng, thì Thái Hà nghĩ là vâng, dạ trong này là có tiền là nguyên cái tờ tiền tỉnh đô mới. Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Xin vâng, dạ vâng, dạ xin biếu các chú các anh. Vâng, dạ một chút xíu gọi là cái tấm lòng. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Rồi. Vâng, dạ vâng, cứ xin lỗi. Dạ. Vâng. Dạ. 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 Để em giới thiệu một tí xíu trước đã. À, đây là chị Thái Hà. Trước đây chị ấy đã giúp cho các chú rất là nhiều lần. Phải nói chị ấy là một người có trái tim rất là nhân hậu, rất là thương các chú ở đây. Và hôm nay mới đầu chị nói là Tết chị sẽ có phần quà cho các chú, nhưng mà nhân dịp là chị bảo là được ngày chị về được á, chị muốn tới để gặp các chú để biết được hoàn cảnh trực tiếp của các chú thế nào. Thì chị muốn gọi là có sự tương tác với các chú nhiều hơn á, cho nên là để các chú có thể như thế nào, các chú có thể nói trực tiếp với chị ấy, giới thiệu về mình, số quân, đơn vị này nọ, rồi hoàn cảnh thế nào thì có thể nói chuyện trực tiếp với chị ấy. Rồi đây để chị nói trước đây hả? Dạ, dạ thưa vâng. Thì dạ vâng, thưa các chú các anh, thì như Thái Hà cũng nhớ mang máng chắc cũng có một ít nhất một hai người Thái Hà đã có đến thăm gặp. Thì như Thái Hà đã thưa với lại các nhóm các bên kia, gọi là không dám dùng cái chữ là giúp đỡ hay là ủy lạo, hay là Thái Hà chỉ muốn nói là đây là cái trách nhiệm bổn phận của cá nhân Thái Hà, là coi như là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, bố là sĩ quan và bố Thái Hà ngày xưa cũng đã ở trong chiến dịch làm về tòa hành chánh tỉnh Bình Dương, mang ra bố Thái Hà là sĩ quan Thủ Đức, rồi sau đó thì bố làm qua bên chương trình Bình Định xây dựng nông thôn, và cuối cùng thì là về chiến dịch Phượng Hoàng. Trước đó thì bố Thái Hà làm việc ở Tổng Tham mưu, nhà gia đình Thái Hà ở gần, rất gần bộ Tổng Tham mưu, thành ra Thái Hà hiểu được qua cái đời sống của bố lúc nào cũng xa nhà hết, thì Thái Hà hiểu được cái sự hy sinh của cái người lính trong cái thời chiến để mà giữ gìn được cả cái sự, mang lại cái sự ấm êm, tự do và bình an cho những người ở hậu phương. Và khi vừa lớn lên rồi thì mất nước thì Thái Hà phải ra ngoài hải ngoại, thì mình lớn lên và mình nhìn lại, mình bắt đầu mình hiểu hơn, và mình thấy được qua những chương trình vận động đầu tiên của cô đại tá Hạnh Nhân, bây giờ cô mất rồi, của chương trình mà HO giúp thương phế binh, và qua chương trình của gia đình Mũ Đỏ Canada của bên bác sĩ Lê Quang Tiến, bây giờ là của bác sĩ Hiệp ở Florida, thì họ liên tục hàng năm họ gửi về, thì Thái Hà cũng yểm trợ bên đó bằng tất cả mọi phương tiện, và đồng thời khi mỗi lần có dịp về Việt Nam giống như lần này thì Thái Hà đích thân đến gặp thăm hỏi
và trao tận tay. Đối với Hà đó là một cái món quà mà có số tiền rất là tượng trưng, không có đủ trang trải như thế nào được đâu. Thật sự mỗi người thì mỗi gia đình thì Thái Hà là xin, với lại các ân nhân thì xin biếu $100 và một chai dầu xanh gọi là thực tế. Thì Thái Hà biết là với cái đời sống đắt đỏ hiện tại, cái số tiền, cái món quà nó rất là nhỏ, rất là khiêm nhường, nhưng chỉ muốn xin để nói lên đó là cái lòng biết ơn rất là sâu sắc của Thái Hà và những ân nhân hải ngoại, những người mà mình đã có cái cơ hội may mắn mình được sống sót bình yên, mình tạo dựng lại cái cuộc đời trong lúc các anh các chú ở đây đã phải hy sinh thân thể của mình, hy sinh cuộc đời của mình, sống rất là khổ sở. Thái Hà biết về tinh thần lẫn vật chất và lẫn cái vấn đề thân thể nó chịu đựng rất là nhiều. Thành ra Thái Hà nghĩ là ngày nào còn sống, ngày nào còn làm được gì để mà có thể đền đáp được cái sự hy sinh này, thì Thái Hà sẽ sẵn sàng kêu gọi các ân nhân hoặc cá nhân Thái Hà sẽ đi, sẽ cố gắng làm tất cả mọi điều để tiếp tục giúp đỡ cho những thương phế binh nào. Còn Thái Hà biết là thời gian, cái quỹ thời gian nó ngắn, không còn bao lâu hết. Các chú bây giờ cũng là trên 60 hết rồi. Cái người cuối cùng mà gia nhập quân đội năm 18 tuổi chắc trẻ nhất là 75. Bây giờ cũng lớn tuổi rồi. Thành ra Thái Hà biết là cái thời gian cũng không còn bao nhiêu. Và cái số người mà để mình có cái cơ hội mình đền đáp trả ơn đó cũng sẽ từ từ cũng sẽ bớt đi. Thành ra Thái Hà sẽ cố gắng mãi mãi cho tới ngày nào còn có thể thì sẽ luôn luôn nhớ ơn và tìm cách trả ơn đến tất cả các anh các chú. Dạ vâng, xin các anh các chú nhận nơi đây cái lòng biết ơn rất là từ trong tâm của Thái Hà. Đối thật sự Thái Hà mang ơn rất nhiều. Mỗi lần mình nghĩ đến cái sự mà mình được hưởng những điều như vậy, nếu mà không có các anh các chú xông pha ngoài chiến trận để bảo vệ cho Sài Gòn, cho thành phố, thì không bao giờ mình được có ngày hôm nay. Thành ra Thái Hà rất rất là mang ơn. À, bây giờ mọi chú có thể tự giới thiệu với mình, bắt đầu từ chú này đi. Đến tuổi đơn vị số quân nữa. Chú cầm luôn. Tóm gọn. Tôi tên Trần Viết, số quân 48-279768, đơn vị tiểu đoàn 608, địa phương quân KBC 6020. Tiểu khu Pleco. Dạ, Pleco. Dạ. Dạ, chú bị thương trận nào? Tình trạng thương tật của chú rồi, hiện nay chú đang làm gì không ạ? Hiện nay thì thương tật của tôi bị cục hai chân trên gối. Và thay vì trước đây thì tôi đi sửa ripo. Nhưng mà nay tôi bị tai biến não. Thành ra bây giờ tôi nghỉ đường của uống thuốc bệnh viện. Có thể chuyển viện coi như dạ, vâng. Dạ, tôi là thương phế binh Lê Thái Thuận, số quân 76-2020-129, đại đội trinh sát trung đoàn 51 sư đoàn 1 bộ binh, bị thương ngày 23 tháng 3 năm 1975 tại Thừa Thiên Huế. Hiện nay tôi sống nhà trọ ở tại quận Thủ Đức và nghề nghiệp đi bán là bán bong bóng để kiếm sống qua ngày. Tôi cũng xin chân thành hôm nay được cảm ơn, được gặp cô Thái Hà ủng hộ và giúp đỡ cho anh em. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Tôi thương phế binh Đinh Văn Toàn, sinh 1953, số quân 73-137-187, đơn vị đại đội 4 tiểu 2 tiểu quân lục chiến KBC 3335. Tôi tình trạng là cụt hai chân, trước thì còn đi bán vé số được, nhờ qua năm rồi tôi mới nằm bệnh viện, mới về nối hai van tim. Bây giờ sức khỏe không còn nữa, giờ lớn tuổi rồi, con cái cháu nó nuôi. Tôi xin chân thành cảm ơn cô Thái Hà và quý vị anh nhân hải ngoại đã giúp đỡ anh em chúng tôi trong tình trạng khó khăn này. Chúng tôi xin cảm ơn. Chào cô Diệp Hà. Mình thương phế binh Lê Văn Sẻ. Lê Văn Sẻ, số quân 347-118. Bị thương ngày 17 tháng 11 năm 1969 tại xã Thái Mỹ. Thương tại quân chú thì cũng trên. Và chú cũng bị tai biến rồi như bị tim. Trước kia thì chú bán vé số, nhưng bây giờ cũng già lớn tuổi rồi, mang bệnh rồi, giờ không đi bán buôn được nữa rồi, chú ở nhà
người ta cũng cảm ơn cô Diệt Hà, là cảm ơn gia đình cô Diệt Hà mới được nhiều sức khỏe. Thái Hà, dạ vâng, dạ cảm ơn chú, dạ vâng chú, chúc chú sức khỏe. Tôi là Thương Phước Vinh Hồng Lư Cơ, số quân 71-123-214, thuộc tiểu đoàn 60 biệt của quân Cà Mau. Bị thương năm 1972 ngày 7 tháng 7, đơn vị KBC 7508. Tôi bị bệnh tim và bị cột sống, bây giờ buôn bán tôi không có buôn bán được, tôi đi bằng cái ghế này. Tôi rất chân thành cảm ơn cô Thái Hà và Mạnh Thường Quân, rất chân thành. Tôi là Đinh Nhân Hoàng, số quân 71-114676, là tôi thuộc lực lượng thủy quân lục chiến. Ngày hôm nay tôi bị thương mùa hè đỏ lửa năm 72 ở tại cửa Việt. Thì hôm nay là tôi nói thiệt với chị bé Hà là trong một hoàn cảnh tôi khó khăn mà tôi đi bán vé số không nhà không cửa ở nhà trọ. Hôm nay tôi thành thật cảm ơn với chị bé Hà với quý ân nhân ở nước ngoài giúp đỡ cho tôi cảm ơn. Tôi là Thương Phi Binh Trần Văn Bạch, thuộc Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 30 Liên đoàn 5 Biệt động Quân. Bị thương bích cát Bình Dương, cục một cái chân trái. Và trước đây là tôi bán vé số, tôi chạy xe ôm để kiếm sống qua ngày. Nay thì 74-75 rồi, sức yếu chạy không nổi. Bây giờ thì ở nhà, hiện sống nhà trọ, nhà thuê ở quận 12 Lê Văn Khương. Hôm nay tôi được nhận được cái số tiền, số quà mà do cô Thái Hà đã trao tặng cho anh em chúng tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn cái lòng tốt của các vị mạnh thường quân ở nước ngoài. Nói chung và nói riêng là cô Thái Hà đã nghĩ được tới cái anh em tôi trong cái thời kỳ cuối của cuộc đời. Tôi xin chân thành cảm ơn nhiều lắm ạ. Tôi là Thương Phi Binh Hà Quang Hiệp, tôi bị ung thư thanh quản, tôi bị thương năm 1972. Đơn vị của tôi là địa quân quận vô quân 55-704-820. Tôi bị thương bằng cái chân. Bây giờ là hoàn cảnh của tôi là khó khăn lắm rồi, tôi bị ung thư thanh quản, phải nói bằng qua cái mai này. Nay tôi nhờ cô Hà đã giúp đỡ cho tôi. Tôi rất mừng, cảm ơn cô nhiều lắm. Chú này có cái đặc biệt là chú không nói ra hơi được, vì cho nên chú phải dùng cái máy chữa. Tôi là thương binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Đức, số quân 54-710-907, ở thuộc tiểu khu Hồng Nghĩa. Nay bây giờ tôi đã tàn phế rồi, chỉ sống nhờ các anh Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi được chén cơm để nuôi thân. Vậy tôi xin cảm ơn Thái Hà. Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, dạ. Tôi là Phương Quốc Binh, tên Lê Tấn Thành, số 56-865-767, bị thương ngày 23/3/1975 tại Củ Chi. Hiện tại thì cục hai chân và bốn ngón tay bàn tay phải. Tôi thành thật cảm ơn các Mạnh Thường Quân cũng như các kỳ bà hay bà ngoại, cũng gia đình cô đã nhiệt tình giúp đỡ cho anh em chúng tôi vượt qua cái khó khăn. Năm mới thành thật cảm ơn, chúc gia đình cô và các Mạnh Thường Quân và các kỳ bà hay bà ngoại được năm mới được nhiều sức khỏe và bình an. Thành thật cảm ơn. Dạ. Dạ, thưa. Bây giờ chị Thái Hà sẽ trao qua trực tiếp cho các chú luôn hả? Là một cái bi thư là 100 đô với lại cái trái dâu xanh. Thì chị bắt đầu thì chị chú này đi. Dạ. Dạ, một chút quà. Dạ vâng, cái này là quà như là
Như là hồi nãy Thái Hà có nói là đây là cái quà tri ân đầu xuân đến đến từng các chú và cả bà các anh. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ dạ vâng. Dạ. Dạ xin cảm ơn cô. Dạ. 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 Dạ đây. Dạ trong này là để nguyên tiền bỉ cho các chú về đổi lấy. Dạ vâng. Tờ mới hết cho hen. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thái Hà, Thái Hà rất là vui ngày hôm nay về đây và có dịp và nghĩa là sau mấy năm dịch rồi cũng coi như là hy vọng là thế giới mọi việc trở lại bình thường và để như vậy Thái Hà lại còn có cơ hội về đây để tiếp tục thăm thăm hỏi các chú và gia đình. Thì một lần nữa Thái Hà rất là vui, rất là cảm động được gặp lại tất cả các chú các anh ở đây và xin kính chúc các chú các anh mạnh khỏe, an vui, nhiều sức khỏe và sẽ được mọi sự may mắn trong cuộc sống. Và Thái Hà hy vọng, rất là mong mỏi, ước mong là những lần tới về đây nhiều năm tới vẫn còn có dịp được gặp các chú và trao tặng tài quà như thế này. Dạ xin cảm ơn, dạ xin ơn trên phù hộ cho sức khỏe của tất cả các anh các chú. Dạ. Chú Thương Phái Binh Lê Thái Thuận thì hôm nay cũng được sự kết nối của cháu Hòa và được gặp được cái phái đoàn với cái gia đình của cô Thái Hà, thì đến đây để tận tay giúp đỡ cho những anh em Thương Phái Binh chúng tôi tại ở đây hôm nay, thì tôi xin thay mặt tất cả các anh em một lời chân thành cảm ơn chị Thái Hà và gia đình và các mạnh thường quân ở hải ngoại đã nghĩ đến một cái tấm lòng nho nhỏ đến chúng tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Dạ, dạ, dạ thưa vâng.